Mẹ mày, Min mày đang đi đâu đây? Min ơi. Bên cạnh mèo Min đây là thỏ Bunny này. Đây là mèo Kiki. Em mèo Kiki em đang chơi với một cái cây chổi. Cây chổi này nó cứ bồng bềnh bạn ấy thích. Đáng yêu kỳ luôn. Các bạn xem video thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ channel Kitten Mèo Ven nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.